Kính chào quý khán thính giả. Đây là chương trình 5 phút lời Chúa hàng ngày của Trung tâm Mục vụ Đa Minh tại Houston thuộc vụ tỉnh Thánh Vinh Sơn Liêm, dòng Đa Minh. Tôi là linh mục Dư xe Trần Trung Liêm thuộc dòng Đa Minh. Hôm nay là ngày lễ Thánh Gia thất. Giờ đây xin mời quý vị cùng lắng nghe Tin Mừng theo Thánh Luca từ chương 2, từ câu 41 đến câu 52. Hàng năm, cha mẹ Đức Giêsu xu chảy hội đền Jerusalem mừng lễ vượt qua. Khi người được 12 tuổi, cả gia đình cùng lên đền như người ta thường làm trong ngày lễ. Xong kỳ lễ, hai ông bà trở về, còn cậu bé Giêsu thì ở lại Jerusalem mà cha mẹ chẳng hay biết. Ông bà cứ tưởng là cậu về chung với đoàn lữ hành, nên sau một ngày đường, mới đi tìm kiếm giữa đám bà con và người quen thuộc không thấy con đâu hai ông bà trở lại jerusalem mà tìm sau ba ngày hai ông bà mới tìm thấy con trong đền thờ đang ngồi giữa các bậc thầy vừa nghe họ vừa đặt câu hỏi ai nghe cậu nói cũng kinh ngạc về trí thông minh và những lời đối đáp của cậu khi thấy con hai ông bà sửng sốt và mẹ người nói với người con ơi sao con lại làm cho cha mẹ như thế con thấy không cha con và mẹ đây đang phải cực lòng tìm con người thưa sao cha mẹ lại tìm con cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của cha con sao nhưng ông bà không hiểu lời người vừa nói sau đó người đi xuống cùng với cha mẹ trở về nazareth và hằng vâng phục các ngài riêng mẹ người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng. Còn Đức Giêsu ngày càng thêm khôn ngoan, thêm cao lớn và thêm ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa và người ta. Kính thưa quý cụ, cùng bà anh chị em. Hôm nay chúng ta mừng lễ kính thánh gia thất Chúa Giêsu, mẹ Maria và thánh Giuse. Qua tác giả của các sách Tin Mừng Chúng ta biết Thánh Du Xe là một bác thợ lành nghề, nhưng Ngài rất im lặng và hoàn toàn chẳng nói lời nào. Chúa Giêsu lúc nhỏ cũng có nói, và đặc biệt khi hoạt động, người không những nói rất nhiều mà còn giảng dạy thật hùng hồn, thu hút nhiều thính giả thuộc đủ mọi tầng lớp. Đức mẹ Maria có nói vài lần, lần đầu với sứ thần Gabriel, rồi sau đó với người chị họ Elizabeth và hôm nay với Chúa Giêsu. Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Đức mẹ nói với Chúa Giêsu, con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con. Lời nói như thế dường như là mối bận tâm chính của các bậc làm cha mẹ. Mới nghe chúng ta tưởng là một lời trách móc, nhưng nghe kỹ thì chúng ta thấy lời mẹ Maria nói với Chúa Giêsu trong Tin mừng hôm nay vừa dịu dàng, vừa đầy khôn ngoan và là một bài học cho tất cả các bậc làm cha mẹ và cho cả những người con nữa. Câu nói này không phải là một lời trách móc hay than van, nhưng là một lời dạy dỗ cách nhẹ nhàng, khéo léo, không phải là đổ lỗi cho con nhưng gợi lên lòng thương cảm từ người con vì nỗi lo âu và hoảng sợ của bố mẹ khi không thấy con ở gần mình, không trong vòng tay trìu mến và tình yêu bảo bọc của mình. Qua câu nói này, mẹ đã dạy chúng ta sống yêu thương như mẹ. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 có nói, Gia đình được đặt nền tảng trên hôn phối tự do giao kết nhất phu nhất phụ và bất khả phân ly, được coi và phải được coi là tế bào đầu tiên thiết yếu của xã hội loài người. Đức Thánh Cha đã nói rất đúng, bởi lẽ các gia đình làm nên xã hội và không thể có một xã hội mà không gồm có các gia đình. Tuy nhiên, xã hội hiện nay đang tìm mọi cách làm giảm giá trị gia đình và bóp méo ý nghĩa đời sống hôn nhân. Điều đó cũng giống như biến hiệu quả thành nguyên nhân, đảo ngược trật tự tốt lành tự nhiên. Gia đình không phải là một tư gia, nhà của một cá nhân – mà là tế bào thiết yếu đầu tiên của xã hội loài người do vậy gia đình phải là một thành phần trọn vẹn của xã hội một phần mà không có nó xã hội không còn được gọi là xã hội nữa người việt luôn luôn đặt gia đình trong một tương quan mật thiết với làng xóm và xã hội trong tiếng việt gia đình là một danh từ kép gồm có chữ gia nhà riêng của một tư nhân và đình là đình làng nơi diễn ra các sinh hoạt chung hay nơi cử hành các nghi lễ chung của một làng. Theo đó, danh từ gia đình tự nó đã gói ghém một liên hệ mật thiết và hữu cơ giữa tư gia và xóm làng hoặc cộng đồng xã hội. Trong Anh ngữ, gia đình là family, những chữ F-A-M-I-L-Y là những chữ cái diễn tả một thực tại thâm sâu một sự điệp căn bản và quan trọng cho đơn vị cơ bản cấu thành xã hội đó là lời nói của người con trong gia đình dành cho bố mẹ father and mother and i love you cha và mẹ ơi con yêu cha mẹ thật đẹp và sâu sắc khi gia đình là tổ ấm của tình yêu nơi phát sinh nuôi dưỡng vun trồng và phát triển tình yêu máu mủ tự nhiên tuy nhiên gia đình không chỉ là một căn nhà chứa đựng và nuôi dưỡng tình yêu của một gia đình duy nhất rộng hơn toàn gia đình phải đồng thanh nói father and mother and I love you people cha mẹ và tôi yêu mến quý vị tình yêu của một gia đình phải được san sẻ cho các gia đình khác và phải sẵn sàng mời đón tình yêu của những gia đình khác việt nam có câu bán anh em xa mua láng giềng gần chính là để diễn tả mối tương quan hỗ tương của hàng xóm láng giềng ở mỹ người ta cũng có câu tương tự happy neighbor happy home hàng xóm vui tươi gia đình hạnh phúc nói cách khác gia đình cá nhân phải nằm trong đại gia đình nhân loại và gia đình giáo hội. Thêm vào đó, toàn gia đình phải biết đồng thanh nói Father and mother and I love you God. Cha mẹ và con yêu Chúa. Nếu tình yêu gia đình được đặt trong tình yêu nhân loại và tình yêu Thiên Chúa thì mọi chiều kích của thân phận con người đã được tôn trọng và trân quý. Mến Chúa trên hết mọi sự và yêu người như chính mình. Tình yêu gia đình không đóng khung trong bốn bức tường của tư gia, nhưng đến từ Thiên Chúa và lan tỏa cho những người khác. Câu nói của người xưa, tu thân, tề gia, trị quốc, bình, thiên hạ, vẫn được hiểu theo nghĩa người nào biết tu sửa bản thân thì sẽ có khả năng chỉnh đốn và cai quản gia đình. Người nào có khả năng cai quản gia đình cách khéo léo thì cũng có khả năng cai trị quốc gia. Người nào có khả năng cai trị quốc gia giỏi thì cũng có thể thống trị toàn thế giới. Theo tinh thần Kitô giáo, lối sống hay chủ trương như thế còn quá nhiều tham vọng và hung hăng. Vì thế, chúng ta nên đổi câu nói trên thành thân tu, gia tề, quốc trị, thiên hạ bình để nói lên sức mạnh của ân sủng Chúa trong đời sống con người tôi không tu thân để cai quản gia đình của tôi trong trật tự nhưng vì việc tôi và từng thành phần của gia đình tu sửa chính mình hàng ngày gia đình của tôi sẽ sống trong hòa thuận và yêu thương nếu mọi gia đình đều sống hòa thuận và yêu thương thì quốc gia sẽ được hiển trị nếu mọi quốc gia đều sống trong công bằng và thịnh trị thì thế giới tất sẽ được thái bình Tôi không tu sửa thân mình để chỉnh đốn gia đình rồi cai trị quốc gia và thống trị thiên hạ, nhưng vì việc tôi tu thân và sửa tính hàng ngày, gia đình được hòa thuận, quốc gia được hiển trị và thế giới được thái bình. Thái bình của thế giới là do từng người sống tốt lành hơn, không chỉ nghĩ về mình nhưng biết luôn nghĩ đến người khác và từng gia đình biết sống thương yêu hòa thuận hơn rồi từng quốc gia biết tôn trọng sự thật công bằng và quyền lợi của từng cá nhân hơn mỗi người chúng ta hãy cố gắng tu sân sửa đổi để để tình tính tình mỗi người trở nên hiền hòa hiếu đễ và thánh thiện hơn thì chắc chắn thiên chúa sẽ được vinh danh gia đình sẽ được đầm ấm yêu thương quốc gia sẽ được thịnh trị và thiên hạ sẽ được thái bình có được như vậy, chúng ta sẽ cùng với các thiên thần cất cao lời ca, vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. AMEN tôi đi niềm tin